nhớ chỉ là muốn cùng anh ấy xác nhận một chút. Trên bàn ăn cô có nhắc cho tôi là tôi đã từng động viên anh ấy. Đó là một câu chuyện rất dài, không chỉ là bài câu nói mà là tôi tin anh ấy. Những người xung quanh cũng tin anh ấy. Anh ấy thông qua phong cách sống, những lời nói, những hành động làm mọi người tin tưởng. Một phương cách thức tốt nhất chính là lấy mình làm gương. Khi Phu trở thành thành viên của đội nhóm, đã định cho mình một gương mẫu kỹ xuất. Đã vì đội nhóm, anh đưa ra một tiêu chuẩn hướng dẫn họ vượt qua hiện trạng. Chúng tôi rất đồng cảm với này và mời mọi người hãy nhìn vào một cái tương lai vượt xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Yeah, but you.